Hi, hello các bạn. Hôm nay mình sẽ quay trở lại mình nói chuyện với các bạn về các vấn đề xã hội, đặc biệt là xã hội Canada trong thời gian gần đây. Ok, thì vô tình thôi, sáng nay mình lên Facebook mình xem tin tức thì mình thấy được một cái này, nó làm cho mình có một cái idea để mình làm video ngày hôm nay luôn các bạn. Tức là sao? Khi mà mình đọc trên Facebook á, mình đang lướt trên Facebook á, thì mình thấy được hai cái post của Đại sứ quán Canada ở Việt Nam. Thì thường thường Đại sứ quán Canada Việt Nam khi mà post bài thường thường là post cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Thì hai cái bài post đó cùng một cái nội dung, đó là đất nước Canada được xếp hạng thứ nhất, được xếp hạng đầu tiên, first, trong vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm. Thì khi mà mình đọc tới một cái tuyên bố nào hay là một cái xếp hạng nào đó, thì bản thân riêng tư mình thôi, mình lúc nào mình cũng thắc mắc là không biết lấy nguồn từ đâu. Thì khi mà mình đọc xuống cái phần bình luận, cái phần comment của mọi người đó, thì Đại sứ quán Canada có đưa ra một cái đường link trích xuất từ cái trang của cái từ từ cái tờ báo The Economist. Thì Đại sứ quán Canada có snapshot, có đưa ra một cái bảng so sánh giữa Canada và khoảng 5 nước để mình đưa lên đây cho các bạn xem ha. Thì mình có trong điện thoại luôn, mình chia sẻ với các bạn. Đó, thì chính phủ Canada đưa lên, không phải chính phủ Canada mà là Đại sứ quán Canada ở Việt Nam đưa lên cái bảng này, từ trích xuất từ cái trang báo The Economist, thì đưa lên nói là Canada so với các nước còn lại, so với 6 nước đầu tiên, tại đây là tất cả là 113 nước, thì so với 6 nước đầu tiên là có Denmark, Mỹ, Bỉ, Finland là Phần Lan và France là nước Pháp. Thì về vấn đề quality and safety, Canada, Đại sứ quán Canada có đóng khung cái cột đó, các bạn có thể thấy được ha. Về vấn đề quality and safety thì đất nước Canada được 89.5 điểm, tức là xếp hàng đầu về vấn đề đó. Nhưng mà khi mà mình đọc được cái bảng này, mình thấy được cái bảng này đó các bạn, mình không có chỉ đọc vô cái khung đó không, mà mình nhìn vô hai cái tiêu chí còn lại nữa, hai cái tiêu chí kế bên nữa, đó là cái tiêu chí affordability và availability. Thì affordability là cái gì? Affordability đơn giản là cái sức chi trả của người dân của một đất nước cho những cái thực phẩm đó có khả năng chi trả hay không. Thì ở đây các bạn có thể thấy được Canada được bao nhiêu điểm. Canada được 88.3 điểm, thua Đan Mạch, chỉ có hơn được Mỹ, thua Bỉ, thua Phần Lan và thua cả Pháp, tức là kế chót trong số 6 nước này. Thì các bạn thể thấy được là thực phẩm Canada có thể là chất lượng, có thể là an toàn thực phẩm, nhưng mà liệu người dân có khả năng chi trả cho những cái thực phẩm đó hay không? Đó là một cái câu hỏi rất là gọi là million dollar question. Liệu có khả năng chi trả được cho những cái đó hay không? Sau một cái tiêu chí kế bên, các bạn có thể thấy là availability. Canada được 75.7 điểm, cao hơn tất cả những cái nước nước còn lại trong cái 6 nước đó. Thì cái điều này có nghĩa là thực phẩm ở Canada rất là dồi dào, rất là nhiều, không sợ thiếu thực phẩm. Rất là dồi dào các bạn. Nhưng mà dồi dào và chất lượng cũng cao và an toàn rất là cao về thực phẩm, nhưng mà liệu những cái thực phẩm đó có đến tay được cho người dân tiêu thụ hay không? Đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Rõ ràng Canada về cái sự affordability, đất nước Canada là thua sút những cái đất nước hàng đầu. Tại vì người dân không có khả năng chi trả cho những cái thực phẩm đó các bạn. Tại vì lạm phát cao, thực phẩm lên giá. Bây giờ nếu mà so sánh cái này, các bạn có thể suy nghĩ một cách đơn giản như vậy nè. Có thể nói là ok, có thể nói là cái siêu thị A đó bán thực phẩm rất là ngon, rất là chất lượng, rất là sạch, rất là dồi dào, hàng trên kệ lúc nào đủ, thịt thà cá đủ, đầy đủ hết, không có sợ thiếu đồ ăn. Nhưng mà người dân không có đủ khả năng bước vô cái siêu thị đó để mà mua những cái sản phẩm chất lượng đó, thì cái việc những cái sản phẩm chất lượng đó và cái việc sản phẩm dồi dào đó để rồi cho ai? Đó là một cái câu hỏi lớn đó các bạn. Cái điều này nó cũng phản ảnh lên cái xã hội Canada hiện nay. Thực phẩm lên giá kinh khủng luôn. Tất cả mọi thứ lên giá luôn, chứ đừng nói là thực phẩm. Là cái đất Canada bây giờ cái việc mà affordability không chỉ với thực phẩm mà về về tất cả mọi thứ luôn, là có nghĩa là rất là thua xa so với các nước gọi là trong trong cái nhóm G7. Bây giờ các bạn nhìn qua cái tiêu chí kế bên, còn một cái tiêu chí nữa mình muốn nói sơ qua cho các bạn, đó đó là sustainability and adaptation đó. Sustainability and adaptation có nghĩa là Canada được có 60.1 điểm, tức là chỉ hơn được
chỉ hơn được nước nào? 60.1 điểm, không hơn được nước nào luôn, là thấp kém luôn. Sustainability and adaptation có nghĩa là nói về cái chỉ số của một đất nước, có thể có nghĩa là có thể nếu mà xảy ra một cái thiên tai hay là xảy ra một cái chuyện gì đó đó, thì cái nguồn thực phẩm dồi dào nó còn có tiếp tục dồi dào hay không. Thì Canada là không làm được chuyện đó các bạn. Canada là không có thấy được cái sự long term mà chỉ có thấy được short term thôi. Có nghĩa là nếu mà có một cái biến cố gì xảy ra đó thì Canada, cái nguồn thực phẩm dồi dào của Canada có thể sẽ biến mất. Các bạn thấy đất nước Canada mang tiếng là một trong những đất nước hùng mạnh. Hùng mạnh nha các bạn. Nhưng mà nói về cái độ mà affordability của người dân có thể chi trả cho những cái sản phẩm đó hay không thì Canada thua sút rất là nhiều so với các nước trong nhóm G7. Và nói về thực phẩm dồi dào, nhưng mà nếu mà có chuyện gì xảy ra thì cũng nguồn thực phẩm đó sẽ không còn nữa. Đó là cái hiện thực trong xã hội Canada dạo gần đây. Mình muốn chia sẻ thêm với các bạn về cái xã hội Canada, đặc biệt là cái khu vực mà mình đang sống, cái khu vực GTA này, Toronto, Markham, Scarborough, Mississauga, Brampton. Có một cái nạn xảy ra, đó là cái nạn cướp giật, cướp xe, cướp nhà, cướp tiệm rất là nhiều các bạn. Các bạn có biết được là trong vòng một tháng vừa qua có bao nhiêu cái vụ cướp mà được phanh phui. Cướp xe các bạn có thể thấy, giống như hôm qua mình đọc có một cái bài báo, một chiếc cái anh đó là hình như anh Ấn Độ, anh cướp được cái chiếc xe, anh ăn trộm được một chiếc xe van chở hàng. Anh ăn trộm được cái xe đó thì cảnh sát rượt theo thì anh chạy trốn cảnh sát, thì anh chạy tới ngã tư đó. Trước mặt ảnh là hình như là một chiếc pickup truck, là một chiếc xe bán tải. Thì các bạn biết ảnh làm như thế nào không? Ảnh giả vờ ảnh đụng vô đít cái xe bán tải đó, để rồi cái người tài xế của xe bán tải đó xuống để coi cái đít của xe, cái đuôi xe có bị gì hay không. Thì trong lúc đó thì cái anh này trên cái xe mà chạy trốn cảnh sát đó lật đật, liền nhảy lên cái xe bán tải để lật đật chạy đi, có là đánh cướp luôn cái xe bán tải giữa ban ngày ban mặt luôn. Thì cái lúc đó cái anh chủ xe bán tải này mới lật đật chạy qua bên đây, chạy qua bên ghế tài xế, giống như là giật lại, thì bị cái tên hung phạm đó đẩy ra bên đường trong lúc mà xe đang chạy. Thì các bạn có thể thấy là bây giờ cái xã hội Canada nó không có an toàn như là các bạn tưởng tượng trong vòng 50 năm trở về trước. Một cái vụ nữa là cách đây khoảng 3 tuần thôi, là cái anh tài xế Uber bị một cái nhóm người dụ gọi điện thoại tới để Uber. Các bạn bên đây có Uber Eats á, người ta gọi đến Uber order đồ ăn xong người ta đem tới, thì anh chạy Uber anh đem đồ ăn tới, cái nhóm người đó dụ anh tới đó, xong rồi cái nhóm người đó chấn cái xe ảnh luôn, chấn cái xe ảnh, đánh đập ảnh làm sao. Bây giờ anh vô bệnh viện trong vòng 7 ngày anh đã chết, anh đã qua đời đó. Nhưng mà các bạn có thể biết được là trong cái xã hội Canada này, nó những ngày gần đây, nếu mà ai mà nói chuyện về tình hình cướp giật rồi này kia đó, mọi người ai cũng biết hết. Nó rất là nguy hiểm tới nỗi mà các bạn có biết nạn trộm xe ở Canada này, cái nạn trộm xe ở Canada này mình mới đọc được một cái bài báo cũng ngày hôm qua luôn, là cái anh đó, anh có gắn một cái hệ thống định vị trên xe, anh track được cái xe của anh khi sau khi bị ăn trộm rồi đó, trộm cái xe của anh rồi đó, anh track được cái xe của anh. Thường bên đây bọn trộm xe nó trộm xe xong nó đưa ra cái cảng ở Montreal á, xong nó ship đi châu Âu hay ship đi châu Phi nó bán. Thì có những cái dòng xe mà bọn ăn trộm nó rất là khoái, giống như Lexus hay là Toyota Highlander hay là những chiếc Range Rover. Thì các bạn biết anh chạy chiếc Range Rover, chiếc này là chiếc lần thứ hai anh bị mất rồi. Thì khi mà anh bị mất rồi đó, anh track ra được cái xe của anh là đang nằm ở cảng Montreal. Thì anh liên hệ với cái đội mà CBSA, tức là cái đám tức là những cái người mà an ninh về giống như là hải quan. Thì anh mới nói về cái nhóm hải quan trên Montreal, nó là tôi biết được cái xe tôi nằm trong container đó, nằm trong cái cảng Montreal đó, cái anh ra cái mở cái đó lấy lại xe cho tôi. Thì các bạn biết là những cái người nhân viên CBSA nói với anh là sao không? Những cái người đó nói với ảnh là tụi tôi đã giống như là đã cô lập được cái container đó rồi, nhưng mà để mà mở ra được cái container đó lấy lại xe cho anh á thì cũng phải mất vài tháng, tại vì tụi tôi không đủ nhân lực. Các bạn có thấy cái tình trạng, có là biết cái xe mình bị mất nằm ở đó rồi mà mình không làm gì được, và nhân viên công quyền chỉ đổ lỗi cho là không có đủ nhân lực. Thì anh này anh mới chịu không nổi, anh mới lái xe từ Toronto, hình như Toronto chạy lên tới Montreal khoảng 4-5 tiếng, lên tới văn phòng của CBSA, tức là văn phòng của những cái người nhân viên về hải quan.
anh lên đó anh nói chuyện thì người ta bắt buộc người ta phải ra ra cái cảng đó, mở container đó ra thì anh mới lấy được cái xe. Các bạn có thể thấy cái điều đó rất là phi lý không? Phi lý ở một cái đất nước mà mang tiếng là một trong những đất nước phát triển trong nhóm G7 đó. Bạn của mình bị mất xe mấy lần. Cảnh sát tới lấy lời khai xong rồi cảnh sát nói ok, trong vòng 2 tuần không tìm được thì bảo hiểm sẽ đền tiền xe. Nhưng mà các bạn có biết là các bạn, nếu mà các bạn ở Canada, thậm chí các bạn của mình ở Canada, nếu mà các bạn xem cái video này, những ai mà biết được trường hợp nào mà cảnh sát đi kiếm xe của các bạn giơ tay lên. Không ai giơ tay lên hết. Tại vì các bạn biết không, tại vì xe bên đây ai, xe người nào cũng có bảo hiểm hết. Cho nên khi mà mất cái xe mà không có thương tật về tính mạng hay là cái gì hết đó, cảnh sát sẽ hiếm khi nào mà đụng tới hồ sơ của các bạn lắm. Tại vì bảo hiểm sẽ đền tiền cho các bạn sau 2 tuần hoặc 3 tuần mà. Cho nên người ta lại đổ lỗi cho cái vấn đề là không có đủ nhân lực. Cái xã hội Canada ngày nay nó là như vậy đó các bạn. Tại vì các bạn có thể biết được, mình nói chuyện rất rất là nhiều người, có những cái bậc chú bác rất là lớn tuổi, mọi người đều nói là trong nhà mình, những đứa con mình, Nó chưa đủ ăn thì còn rước những cái người hàng xóm vô để cho họ ăn làm gì, xong rồi cuối cùng không có đủ đồ ăn để chúng nó đánh nhau. Đó là cái tình trạng ở Canada hiện nay đó các bạn. Mở cửa cho di dân quá nhiều, trong khi người dân trong đất nước này không có đủ khả năng để chi trả cho những cái thực phẩm, những cái nhà ở, những cái tiện ích trong xã hội, mà mở cửa cho di dân vô. Người dân trong đất nước này không có đủ job để làm mà mở cửa cho di dân vô. Thì khi mà tất cả mọi thứ đều có hạn mà con người càng ngày càng lên thì nó sẽ xảy ra tình trạng bạo loạn và xảy ra những cái tình trạng trộm cắp, ăn cướp, rất là nhiều tai nạn. Hôm nay nói về những cái vấn đề này thì chắc là sẽ có nhiều người bắt đầu nhảy vô nói là sao chơi Canada quá vậy, sao không ngày xưa qua Canada làm gì, sao không ở luôn ở Việt Nam kiểu vậy. Chắc chắn sẽ có những cái bình luận tiêu cực như vậy, các bạn hiểu không? Lúc nào cũng sẽ có những cái bình luận tiêu cực như vậy. Nhưng mà mình muốn nói ở đây á là mình xem Canada giống như là một đất nước thứ hai vậy đó, giống như một quê hương thứ hai của mình. Tại vì dù sao thì gì, Canada vẫn có một cái hệ thống chính trị tam quyền phân lập, một cái hệ thống chính trị mà cho người dân được quyền thể hiện cái chính kiến cá nhân của mình, một hệ thống chính trị mà có đa đảng, nó còn hơn rất là nhiều so với các hệ thống chính trị của những cái nước độc đảng độc tài khác. Và khi mà mình nói là mình khi mà mình đưa ra những cái vấn đề về thực trạng của xã hội Canada thì mình muốn là mình thấy chỗ nào sai thì mình phải lên án, mình phải nhìn nhận những cái vấn đề đó, chứ không phải là che lấp, xong là mình không phải là giấu giếm, xong là khỏa lấp. Những cái điều đó nó không giúp được cho một cái đất nước phát triển các bạn. Một cái xã hội phát triển giống như là Mỹ, Canada hay Úc, nó phát triển như vậy là do người ta biết nhìn nhận những cái khuyết điểm của người ta để người ta cố lên. Chứ không phải là nếu mà người ta có khuyết điểm mà người ta không nhìn nhận thì người ta sẽ không bao giờ phát triển được các bạn. Thì ý của mình ở đây là như vậy. Thì đó, tự nhiên hôm nay vô tình có một cái bài post của Đại sứ quán Canada ở Việt Nam lên về cái vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm Canada, thì mình muốn nói về cái xã hội Canada hiện nay. Cho nên cũng giống như nhiều người nói là một nửa ổ bánh mì vẫn là cái ổ bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật chưa chắc là sự thật. Các bạn nhìn vô cái bảng lại, cái tiêu chí đầu tiên của Canada, ok, thực phẩm ngon, an toàn, nhưng mà liệu anh có tiền để đi mua những cái thực phẩm đó hay không? Đó là một cái câu hỏi mà anh phải đặt ra, anh phải suy nghĩ. Anh thấy ok, cái chợ đó bán đồ ăn rất là ngon, nhiều ơi là nhiều, đồ ăn sạch, mà tiền anh không có, đồ ăn quá mắc so với thu nhập của anh, thì liệu anh có cảm thấy hạnh phúc hay không? Cảm ơn các bạn.